Chào mừng em đã quay trở lại với channel review đồng hồ chính hãng của Citywatch. Hôm nay Citywatch sẽ đem lại cho em một chiếc Citizen Ecoride với một phân khúc rất là đẹp. Em này là phiên bản màu xanh blue và một thiết kế phải nói cực kỳ là nam tính các bạn nhé. Em này là chiếc BU cực kỳ là đẹp. Em này nó có một cái màu sắc cũng như là cái thiết kế là vô cùng là nam tính, với cái kiểu là nhìn cực kỳ là thể thao, bố trí lịch what time khá là đầy đủ nè, lịch ngày nè, lịch thứ nè, rồi lịch 24 giờ GMT đấy, rồi có cái viền benzen, benzen căn chỉnh đó, và cùng với đó là cái giờ what time là một trong những cái tính năng mà mình rất là thích. What time là giúp cho những em nào mà đi du lịch, đi làm việc ở những quốc gia khác thì mình có thể dễ dàng mình tùy chỉnh rất là tiện lợi. Ha. Rồi, nhưng mà chính ngày hôm nay thì là mã sản phẩm là BU2021 51L với giá resale là 475 đô, khá là cao. Và giá anh em nào mà mua tại Citywatch thì rất là tiết kiệm, chỉ đâu đó tên quanh khoảng tầm hơn 5 triệu thôi. Giá phải nói là rất là ok. Đây các bạn, đây. Em này thì lúc trước mình đã có review ở khá nhiều cái phiên bản tương tự rồi, nhưng mà cái riêng cái phiên bản màu xanh blue rất là đẹp này thì mình chưa có hàng. Hôm nay mình có hàng để tranh thủ review cho anh em. Em này thì có phần case size là khá là ok, size 43.5 sẽ phù hợp cho những em có cổ tay trung bình và to lên tay, chiếc tay chiếc này thì cực kỳ là sang và đẹp. Em này thì có độ dày là rơi vào khoảng tầm là 12.7 nha, và chiều dài lớp sưu lớp của em này là nó sẽ là còn là hơn 51. Thì với kích thước này những em có cổ tay khoảng tầm 16-16.5 đổ lên thì lên tay chiếc này là phù hợp. Đã giờ admin sẽ xem lên tay thử chiếc U 2021 này, anh em cùng ngắm một chim ngưỡng. Đây các bạn, tay mình có cổ tay là hơn 16 các bạn nha. Những em có cổ tay khoảng tầm là 16-16.5 đổ lên như mình thì lên tay chiếc này là rất là đẹp, mà mình nghĩ đẹp nhất là khoảng tầm là 17-17.5, lên tay chiếc này là phù hợp, sang trọng và rất là nam tính luôn. Vì cái màu xanh này á là một trong những cái màu xanh mà bản cực kỳ là chạy, các bạn thấy không, nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi góc nhìn thì em này là có cái sự bắt sáng phải nói là vô cùng là tuyệt vời đó. Rồi bây giờ mình sẽ để lại cận cảnh cho anh em xem mặt đeo em này. Đeo em này thì nó sẽ là đeo màu xanh blue chủ đạo, nhưng mà nó sẽ được tô điểm thêm là bởi những cái vòng sub, ba cái vòng sub đó, góc 9 giờ là góc 3 giờ và góc 6 giờ là những bộ vòng sub, cùng với đó là những cái bộ kim thiết kế giống như kiểu bộ kim la bàn đó các bạn, nhìn rất là đẹp và độc. Kim giờ, kim phút, kim giây là bộ kim quen thuộc của Citizen rồi đó. Bây giờ mình sẽ test lâm con em này. Lâm em này thì nó sẽ thể hiện ở phần kim đó, nhìn rất là sáng. Đây các bạn, đây lâm em này thì nó sẽ thể hiện ở phần kim giờ, kim phút và cái phần kim la bàn ở góc 6 giờ, rất là đẹp. Em này thì nó sẽ sử dụng mặt kính là Miro Chrysler, kính cứng chống va đập rất là ok. Và mình rất là ưng của dòng sản phẩm này chính là những cái vạch nè, cái vạch kẻ các bạn, kẻ sọc, kẻ ngang đó, phối hợp với nhau tạo ra những cái hiệu ứng phải nói là rất là độc trên dòng sản phẩm BU 2021 này. Viền benzen này là benzen 2 chiều nha. Benzen này thì nó có khá là nhiều tính năng mà anh em có thể chủ động, ví dụ là một là canh chỉnh giờ đó, mình đưa cái điểm không này vô ở kim phút là sau đó mình sẽ canh được cái thời gian mình sử dụng. Hai là mình có thể mình thể hiện những cái hướng đi khi anh em sử dụng la bàn, mình có thể để điều hướng đó, cái kiểu vậy khá là hay đi, để mình có thể dễ dàng sử dụng đi những cái nơi điều kiện mà không có mặt trời đó. Rồi phần kim giờ, kim phút thì nó sẽ điều chỉnh ở đây, còn thứ thì nó sẽ chuyển động tĩnh tiến theo giờ các bạn nhé. Anh em xoay đủ 12 tiếng thì nó sẽ giờ thì nó sẽ nhảy, ngày nó sẽ nhảy. Đây là kim 24 giờ GMT thì nó sẽ chuyển động tĩnh tiến theo. Đây bây giờ nó nhảy qua hiện tại là chủ nhật đó các bạn, đó, chủ nhật Sunday vậy thôi. Đó, nhiều tính năng. Và em này thì các chi tiết hoàn thiện phần viền benzen, vỏ và dây hoàn thiện phải nói là rất là tốt và nhìn nó khá là ngầu các bạn. Cái chi tiết được làm phải nói là cực kỳ là chắc khỏe, lên tay rất là sang đó. Rồi
Dây thì nó sẽ là làm dây tổng cộng là 5 chỉ với 3 chỉ bóng và 2 chỉ khoay xước đan xen chạy song song, tạo một hiệu ứng phải nói là rất là hiện đại. Cùng với đó là sẽ bố trí một chiếc khóa bướm gập hai bên. Khóa này thì khi anh em sử dụng thì nó sẽ rất là liền tay, không có bị cấn so với khóa gập một đầu nha. Và rồi, nắp lưng em này thì sẽ là dạng đáy kính quen thuộc của EcoRide với logo qua địa cầu trong trung tâm. Cùng với đó là những thông số hạng ở đây luôn là số series này, máy Span Movement này. Máy em này sẽ là máy 8729 quen thuộc của Citizen, sản xuất tại Citizen, và độ trong nước em này là 13. Anh em sẽ thoải mái đi mưa rửa tay, chỉ có thể đi bơi mức độ nhẹ các bạn nha. Ok, quay trở lại với nhân vật chính ngày hôm nay, BU 2021 51L, một trong những siêu phẩm mà mình đánh giá rất là cao về cái thẩm mỹ, thiết kế, sự nam tính và cũng như cái độ hiếm. Em này hiện tại là rất là ngon, hiện tại mình rất may mắn thể sở hữu được em này để có thể cung cấp cho anh em xem và review và giao cho khách luôn. Những em nào mà chưa sở hữu được em này thì hãy liên hệ ngay số điện thoại là 0938 777 234, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo mình tư vấn để sở hữu em BU 2021 51L này ngay. Đó, em này thì giá trị đâu đó lên quanh khoảng hơn 5 triệu thôi, một giá phải nói rất là tiết kiệm so với anh em nào mua tại store ở nước ngoài, store Việt Nam. Đó, nó rơi vào khoảng tầm là 15 triệu, khoảng 14-15 triệu, khá là cao. Nên anh em mua ở tại Singapore thì chỉ đâu đó khoảng tầm một vòng 3 giá thôi, rất là ok các bạn ha. Ok, chẳng chi gì nữa mà không liên hệ để đặt mua ngay. Cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh để xem những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.